Em quay video ngoại hình test máy cho mình ạ. Đây ngoại hình của máy ạ. Ở mặt trước thì không có xước gì đâu anh ạ. Đây. Nó chỉ bị xước nhẹ một chút ở đây thôi anh nhé. Nó không bị cấn móc hay gì đâu ạ. Các viền cạnh ạ. Đây, viền phía mặt này của máy còn khá là đẹp đấy ạ. Chỉ có một tí xước nhẹ ở chỗ này thôi ạ. Tiếp theo phía bên này. Vì là làm bằng vỏ nhôm nên là các viền cạnh nó hơi bị xước nhẹ một chút. Nó không ảnh hưởng gì đến các tính năng của máy đâu anh ạ. Đấy ạ. Xong. Phía bên này bị xước nhẹ một chút ở chỗ này. Đây, bên này vẫn khá là đẹp đấy ạ. Xước một chút ở chỗ này anh nhé. Về mặt sau. Vì làm bằng vỏ nhôm nên là nó bị xước xước một chút ở mặt sau thôi ạ. Đây. Tổng quan thì máy đã qua sử dụng không thể tránh khỏi xước nhưng mà nó không hề ảnh hưởng gì đến các tính năng của máy đâu anh ạ. Bây giờ em sẽ mở máy ra và test các tính năng của máy cho mình anh nhé. Đây, đầu tiên em sẽ test loa cho mình ạ. Máy thuộc dòng mỏng nhẹ nhưng mà loa là khá là to và rõ nhé. Tiếp theo em sẽ test camera cho mình ạ. Đây camera của máy khá là sắc nét đấy ạ, không bị đốm hay là gì đâu ạ. Đây tiếp theo em sẽ test mic cho mình. Alo 123 alo. Alo 123 alo. Mic của máy thu khá là tốt và rõ đấy ạ. Tiếp theo em sẽ test bàn phím cho mình anh nhé. Đây, các phím hiện màu trắng ở trên màn hình là các phím có và hoạt động bình thường ở trên máy ạ. Đây di chuột ạ. Chuột trái, chuột phải. Các phím phía bên này không có nên nó không hiện thị anh nhé. Đây. Máy cảm ứng đa điểm mượt mà. Cấu hình của máy ạ. Cấu hình của máy là i7 thế hệ 10, RAM 16GB. Thì hiện máy này bên em chỉ còn duy nhất một máy này nữa thôi ạ. Đấy ạ. Còn ID của máy thì chút nữa em sẽ chụp ảnh lại gửi cho mình. Hôm sau nhận hàng đúng ID thì mình kiểm tra và nhận hàng anh nhé. Máy thì có thể mở rộng 180 độ như này ạ. Đây.